Đây là một cái trò ảo thuật rất là kinh điển với lại ba sợi dây. Thì ở đây mình có ba lá bài, như bạn thấy ở đây mình có ba lá bài như thế này. Thì ba lá bài này khi mình ghép lại đúng cách á thì mình sẽ có được đó là ba sợi dây như thế này. Một sợi dây rất là ngắn, một sợi dây nó trung bình và một sợi dây dài như thế này. Thì mình sẽ làm gì với lại ba con bài này? Bây giờ này, mình sẽ cầm lên, mình sẽ búng tay một cái, xoay, xoay, xoay. Và mình sẽ có được là bây giờ khi mình ghép nó lại với nhau thì cả ba sợi dây đã tự động cân bằng với nhau, bằng nhau, bằng nhau, bằng nhau. Không còn là một sợi ngắn, một sợi dài và một sợi trung bình nữa. Nhưng mà mình sẽ làm hay hơn nữa. Đây là ba sợi dây. Bây giờ mình cầm lên như vậy nè, và mình xoay một vòng, búng tay, xoay một vòng, xoay một vòng, xoay, xoay, xoay và xoay, búng tay một cái. Thì như bạn thấy, khi mình để nó lại thì bạn thấy rằng đó là cả ba sợi dây đã dính lại thành một sợi dây duy nhất như thế này. Rất là dài như thế này. Thì đó chính là trò thuật này.